chào tất cả các bạn. Như vậy thì một mùa Giáng sinh đang đến và không khí Giáng sinh đang tràn ngập khắp phố phường. Hòa chung không khí đó thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một số cách để trang hoàng lại cái màn hình desktop trong dịp Giáng sinh năm nay. Thì đầu tiên là mình sẽ cung cấp cho các bạn một bộ hình nền về Giáng sinh. Thì các bạn có thể tìm link download ở phía dưới video này. Thì khi các bạn nhấp vào link thì các bạn cứ nhấp vào nút download màu xanh ở đây thì các bạn download ra hình này về. Khi download về xong thì các bạn tiến hành giải nén ra. Các bạn sẽ có được một file có tên là Merry Christmas như thế này với dung lượng khoảng 72 MB. Thì các bạn nhấp chuột phải lên và chúng ta tiến hành giải nén. Thì các bạn lưu ý là chọn cái quyển sách cuối cùng để tiến hành giải nén. Và khi các bạn giải nén xong thì chúng ta vào thư mục này để chúng ta sử dụng những tấm ảnh này. Thì trong đây có tổng cộng là 84 tấm ảnh do mình sưu tầm được. Thì các bạn có thể sử dụng 84 tấm ảnh này để làm hình nền vẫn được. Riêng các bạn nào sử dụng Windows XP thì chỉ sử dụng được một tấm ảnh duy nhất thôi. Còn từ Windows 7 trở lên thì các bạn có thể sử dụng nhiều tấm ảnh để làm một slide hình ảnh trên màn hình desktop. Thì cái cách cài màn hình nền cũng khá là đơn giản. Các bạn chỉ cần bấm Ctrl A và chúng ta nhấp chuột phải lên đây, chúng ta chọn là Set a Desktop Background thì tự động ở ngoài màn hình ảnh ta sẽ đổi được hình nền. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái bước là thay đổi hình nền bằng những hình nền Giáng sinh. Và cái thứ hai mình muốn chia sẻ là những bộ widget để trang trí cho màn hình nền. Thì các bạn cũng có thể tìm link download ở phía dưới video này. Và khi các bạn nhấp vào link thì các bạn cũng tiến hành download về. Dung lượng này thì khoảng 16 MB thôi. Khi các bạn download về, chúng ta sẽ được một file nén có tên là Christmas Tree. Thì chúng ta cũng tiến hành giải nén bằng nhấp chuột phải ở đây, chọn giải nén. Khi giải nén xong, chúng ta sẽ vào thư mục này. Chúng ta chỉ cần việc là chạy từng file thôi. Như vậy thì các bạn cứ lựa chọn trong cái thư mục mình cung cấp cho các bạn. Thì các bạn thấy những cái widget nào đẹp thì các bạn cứ sử dụng. Thì đối với từng widget thì nó sẽ có các tùy chọn khác nhau và các bạn hãy tinh chỉnh được những cái widget đó bằng cách là nhấp chuột phải lên từng cái widget. Và một lưu ý nhỏ là các bạn nào mà sử dụng máy cấu hình tầm trung và thấp thì chúng ta sử dụng một vài cái thôi, tránh tình trạng là RAM chúng ta sẽ bị ngốn rất là nhiều. Như vậy mình vừa hoàn thành xong video chia sẻ với bạn hai cách trang hoàng lại màn hình desktop nhân dịp Giáng sinh năm nay. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên like, chia sẻ bạn bè và đừng quên truy cập vào kênh YouTube của mình, bấm vào nút đăng ký để tiện theo dõi các video khác của mình. Và các bạn có thể like trang fanpage của TKC Production ở trên Facebook. Và cũng nhân dịp Giáng sinh sắp đến, mình xin chúc tất cả các bạn có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và người thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.